đôi bàn tay chúng ta đẹp như hai bông hoa, biết làm bao việc tốt, viết chữ đẹp và múa ca. Yêu quý đôi bàn tay không để tay mệt bận, luôn giữ gìn vệ sinh là giữ sức khỏe chính mình. Bàn tay xanh là bàn tay thơm, hãy rửa tay cho kỹ trước khi ăn cơm. Bàn tay xanh qua dòng nước mát, lau khô rồi cầm đũa ăn càng thấy ngon. Đôi bàn tay chúng ta đẹp như hai bông hoa, biết làm bao việc tốt, biết chữ đẹp và múa ca. Yêu quý đôi bàn tay không để tay mệt mỏi, luôn giữ gìn vệ sinh là giữ sức khỏe chính mình. Bàn tay xanh là bàn tay thơm, hãy rửa tay cho kỹ trước khi ăn cơm. Bàn tay xanh qua dòng nước mát, lau khô rồi cầm đũa